Nước Cộng hòa tự xưng Lugansk lần đầu bị Ukraine tấn công bằng tên lửa HIMARS. Giới chức Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR tự xưng cho biết quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt M142 HIMARS do Mỹ cung cấp ở chiến trường Donbass. Đài RT của Nga trên kênh Telegram, đại diện của LPR tại Trung tâm Kiểm soát Điều phối chung về ngừng bắn và ổn định đường phân giới GCCC đã đăng một thông báo cho biết giới chức đã phát hiện một cuộc pháo kích được tiến hành bởi hệ thống tên lửa M142 HIMARS từ vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine lúc 7 giờ 20 phút sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên chính quyền địa phương Lugansk thông báo các hệ thống tên lửa do Mỹ chuyển giao đã được sử dụng trên chiến trường. Trước đó, hôm 25 tháng 6, Tổng tham mưu trưởng Ukraine ông Valery Zaluzhny cho biết trên Facebook rằng nhiều bệ pháo tên lửa M142 HIMARS đang được hoạt động vì lợi ích quốc phòng Ukraine. Ông nhấn mạnh quân đội Ukraine đã tấn công một cách cẩn trọng vào các mục tiêu nhất định, các mục tiêu quân sự của đối phương trên lãnh thổ Ukraine của chúng tôi. Ông Zaluzhny cũng đã đăng một video kéo dài 2 phút cho thấy các lực lượng Kiev vận hành hệ thống tên lửa tầm xa này. Vào hôm 23 tháng 6 tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Brennikov cũng xác nhận một số đơn vị hệ thống tên lửa cơ động cao M142 đã xuất hiện ở Ukraine. Trong một bài đăng trên Twitter, ông đã bày tỏ lòng biết ơn đến đồng nghiệp và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vì hệ thống uy lực này. Cùng ngày, quyền thư ký báo chí Lầu Năm Góc TASS Berastister tiết lộ rằng Washington sẽ gửi cho Kiev thêm 4 hệ thống HIMARS ngoài 4 hệ thống đã được chuyển giao trước đó. Ngoài ra, Anh cũng đang vận chuyển 3 hệ thống rocket phóng loạt tầm xa MLRS M270 cho Ukraine, trong khi Đức cam kết viện trợ cho Kiev 3 hệ thống khác. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết họ cần nhiều vũ khí hơn nữa để đạt được sức mạnh ngang bằng với lực lượng Nga. Đầu tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chuyển giao 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, Nhà Trắng ban đầu lo ngại lực lượng Kiev có thể tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của các hệ thống tầm xa. Điều này có thể làm leo thang căng thẳng và gây xung đột trực tiếp với Moscow. Cùng với HIMARS, Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp hệ thống tên lửa dẫn đường GMLRS có tầm bắn tới 32-60 km cho Ukraine. HIMARS cũng có thể phóng tên lửa dẫn đường với tầm bắn lên tới 300 km, nhưng Mỹ vẫn chưa cung cấp cho Ukraine các loại đạn này. Sau thông báo trên, Ngoại trưởng Antony Blinken khẳng định Ukraine đã đảm bảo với chúng tôi rằng họ sẽ không sử dụng các hệ thống này để đối phó với các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, một số quan chức cấp cao của Ukraine nói rằng Kiev có quyền sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu ở Crimea, vùng lãnh thổ mà cả Ukraine và Nga đều coi là thuộc về mình. Bán đảo Crimea đã sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý gây nhiều tranh cãi vào năm 2014. Nga dọa triển khai khí tài hạt nhân sát Thụy Điển, Phần Lan. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Medvedev cảnh báo Nga sẽ đặt nhiều khí tài hạt nhân sát cửa ngõ Thụy Điển, Phần Lan khi hai nước vào NATO. Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO không phải mối đe dọa mới với chúng tôi. Các quốc gia đó từng có quan hệ tương đối tốt đẹp với Nga, nhưng tranh chấp lãnh thổ và bất đồng với họ đã được dự báo trước. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những bước đi đáp trả, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 27 tháng 6. Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga, nói rằng chiều dài biên giới giữa Nga và NATO sẽ tăng hơn 2 lần khi Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên liên minh. Cảnh báo quy chế phi hạt nhân ở khu vực Baltic sẽ trở thành dĩ vãng và Moscow sẽ phải tăng cường lực lượng ở miền Bắc đất nước. Sự xuất hiện của tên lửa Iskander, tên lửa siêu vượt âm và tàu chiến mang khí tài hạt nhân sát cửa ngõ hai nước không phải điều tốt đẹp. Rất ít người hài lòng với việc tiền thuế được dành cho chi tiêu quân sự để đổi lấy sự bảo trợ từ NATO thay vì đầu tư cho những chương trình xã hội và nhân đạo. Kinh nghiệm hàng chục năm qua cho thấy leo thang căng thẳng với Nga là vô nghĩa và rất tốn kém. Ông nói thêm, căng thẳng giữa Nga và NATO cũng như khu vực Baltic gần đây leo thang sau khi Thụy Điển cùng Phần Lan xin gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Nếu NATO kết nạp Phần Lan và Thụy Điển, Nga sẽ trở thành nước duy nhất ven biển Baltic không phải thành viên của liên minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 5 không chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển xin vào NATO, nhưng cảnh báo hoạt động mở rộng những cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ hai quốc gia này sẽ kích hoạt phản ứng từ Moscow. Hành động cụ thể sẽ dựa trên mối đe dọa mà họ tạo ra với Nga, ông Putin nói. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20 tháng 5 thông báo Nga sẽ thành lập 12 đơn vị quân đội trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục gia tăng trong khu vực quân khu phía Tây phụ trách sau khi Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn gia nhập NATO. Tổng thống Zelensky muốn chiến sự kết thúc trước mùa đông vì nguyên nhân này. Phát biểu với các nhà lãnh đạo nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới G7,
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc giao tranh phải kết thúc trước mùa đông, đồng thời kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moscow. Phát biểu với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ thông qua hình thức trực tuyến, ông Zelensky tuyên bố rằng quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu chống lại lực lượng Nga trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt. Ông kêu gọi G7 nỗ lực hết sức để chấm dứt xung đột vào cuối năm nay, đồng thời yêu cầu cung cấp các hệ thống phòng không và đảm bảo an ninh. Tổng thống Zelensky cũng kêu gọi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga. Theo Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Zelensky có ý định giành ưu thế trước Nga càng sớm càng tốt. Ông Zelensky đang cố gắng đảm bảo Ukraine ở một vị trí thuận lợi trên chiến trường nhất có thể trong những tháng tới, chứ không phải những năm tiếp theo, bởi vì ông tin rằng cuộc xung đột kéo dài không có lợi cho người dân Ukraine, Sullivan được CNN dẫn lời nói. Trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine là chủ đề chính tại chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh G7 kéo dài 3 ngày đang diễn ra ở Bavaria, Đức, một thông cáo dự thảo được Bloomberg xem xét chỉ ra rằng các nền kinh tế hàng đầu của phương Tây sẽ sớm tuyên bố ủng hộ Kiev vô thời hạn trong cuộc chiến chống lại Moscow. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao, đồng thời sát cánh với Ukraine trong thời gian cần thiết, bản dự thảo tuyên bố của các nhà lãnh đạo viết. Mỹ được cho là có kế hoạch cung cấp một lô khí tài tiên tiến mới cho Kiev và các nhà lãnh đạo G7 rõ ràng cũng đồng ý duy trì sức ép kinh tế đối với Nga trong bối cảnh cuộc tấn công đang diễn ra ở Ukraine. Chính phủ Anh, Mỹ, Nhật Bản và Canada trước đó thông báo rằng họ có kế hoạch áp dụng lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga. Mỹ, quốc gia đầu tiên đưa ra ý tưởng, tuyên bố sẽ tước đi khoảng 19 tỷ đô la Mỹ doanh thu hàng năm của Moscow. Mặc dù vậy, Đức đã trì hoãn biện pháp này trong hội nghị thượng đỉnh G7, cho rằng trước tiên sẽ phải thảo luận với Liên minh châu Âu EU. Nga cảnh báo cái giá phải trả của Litva vì cấm vận Kaliningrad. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, Moscow có thể phản ứng với lệnh cấm vận của Litva lên Kaliningrad bằng những biện pháp kinh tế có khả năng ngăn chặn quốc gia vùng Baltic này hành động như vậy. Lệnh hạn chế vận chuyển trên là một phần trong cuộc chiến ủy nhiệm mà phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga. Theo lẽ tự nhiên, Nga sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả và chúng sẽ rất mạnh mẽ, ông Medvedev cho hay trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 27 tháng 6. Ông cũng cho biết các biện pháp đáp trả chủ yếu liên quan đến kinh tế và có thể ngăn cản các nước láng giềng vùng Baltic dừng cách cư xử thù địch. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhận định EU thậm chí còn chưa tuyên bố về những biện pháp quyết liệt như lệnh cấm vận chuyển do nhận thức được các vấn đề có thể xảy ra. Nhưng Litva rõ ràng đã cúi đầu trước Mỹ khi một lần nữa thể hiện thái độ bài Nga. Ông Medvedev cũng nhận định Nga có thể thực hiện các biện pháp đáp trả bất đối xứng, điều sẽ đẩy cuộc xung đột leo thang nghiêm trọng. Hành động leo thang như vậy là một lựa chọn tồi tệ và nó sẽ tác động đến chính người dân Litva, những người có mức tiêu chuẩn sống thấp hơn so với những tiêu chuẩn của châu Âu. Trong khi các chính trị gia Litva đang lấy lòng Mỹ thì người dân của họ đang cố gắng tồn tại trong tình hình này. Mọi thứ sẽ trở nên ngày càng tồi tệ, ông Medvedev bình luận.